bán mất sổ đỏ. Mẹ ơi, hãy mau lên, con muốn gặp bố ngay lúc này. Nếu bố biết con đạt giải nhất violon toàn trường, thế nào bố cũng thưởng cho con. Chạy từ từ thôi Lucas, kẻo ngã đấy con. Đồ đạc trong nhà mày chỉ có nhiêu đây thì sao trả được hết nợ hả? Có chuyện gì thế này vậy anh Andrew? Tại sao những người này lại chuyển hết đồ đạc nhà chúng ta ra ngoài thế này? Chồng ba vay một khoản tiền lớn, giờ không trả nổi nên phải gán đồ đạc để trả nợ chứ sao nữa. Cái đàn mà thằng bé kia đeo, bỏ ra trừ nợ cũng được đó. Cái đàn là của cháu, trả lại cho cháu đi. Các ông đang làm gì vậy hả? Mau dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người ngay lập tức. Cảnh sát hả? Cảnh sát mà tới thì không biết ai sẽ là người bị bắt đâu. Báo chồng bà mau chóng trả tiền cho bọn tôi rồi hẳn nói chuyện phải trái. Nếu cảnh sát có mặt ở đây thì cả băng nhóm của tụi ông sẽ bị phanh phui từng người một. Khoản cho vay và số lãi kia sẽ làm rõ ràng đến từng con số. Nếu ông để cây đàn lại, gia đình tôi sẽ tìm cách trả nợ dần. Bà giỏi lắm. Đi thôi bọn bay. Hôm nay tạm thời thế này đã, hôm khác lại tới tiếp sau. Con yêu, đừng khóc nữa, sẽ không ai lấy cây đàn của con đâu. À, mẹ kia rồi. Cô Laura, cô làm sao thế? Cháu không sao đâu bà Anna. Chắc vào độ này cháu tăng ca liên tiếp nên cơ thể chưa quen đó thôi. Cô phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, chứ cứ làm bạc mạng thế này nguy hiểm lắm. Nợ chưa trả được bao nhiêu mà mình thì nằm đấy lại khổ cho. Biết sao được bà ạ. À, cháu phải cố gắng làm việc để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Tội nghiệp mẹ quá, mình phải làm gì đó để giúp mẹ mới được. Ước mơ trở thành nghệ sĩ violon của mình có lẽ phải tạm gác sang một bên thôi. Mình không thể để mẹ phải vất vả khổ sở thêm nữa. Cháu muốn bán chiếc violon này ư? Dạ vâng, thưa ông. Cây đàn này tốt đấy. Cháu sắp đổi đàn mới hả? Dạ không ạ. Cháu muốn có chút tiền giúp bố trả nợ. Cháu quả là một cậu bé ngoan. Ta sẽ trả cho cháu $30. Cháu đứng đây đợi ta một chút nhé. Vậy là mình phải xa cây đàn này rồi. Có lẽ suốt cuộc đời này mình sẽ không bao giờ được chơi violon nữa. Trông kìa, cậu bé này xem violon như một người bạn thân thiết, không nỡ xa rời. Cháu chơi đàn violon đã lâu chưa cậu bé? Thưa ông, cháu đã học đàn violon được 5 năm rồi. Cháu có thể đàn cho ta nghe một bản được chứ? Dạ, thưa ông. Tiếng đàn nghe rất có hồn, cảm giác cậu ta với cây đàn như hòa vào một. Cậu bé này rất có tương lai đây. Màn trình diễn vừa rồi của cháu khá lắm. Thật may mắn cho ta khi gặp được cháu. Ta vừa nhận lời giới thiệu một tài violon nhí cho phòng trà của ông bạn thân. Ta thấy cháu rất phù hợp. Cháu có thể giúp ta giữ lời hứa với ông bạn này không? Nhưng mà violon của cháu... Ta sẽ cho cháu giữ chiếc violon lại để chơi vào cuối tuần. Số tiền $30 này vẫn thuộc về cháu. Khi nào nhận lương cứ gửi dần cho ta là được. Nhớ là không được làm mất mặt ta đâu đấy. Dạ, chắc chắn rồi ạ. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Cậu
cậu bé này, để có thể trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp thì con đường còn dài lắm. Sao bỗng dưng ông lại có ý muốn giúp cậu bé vậy? Có lẽ bởi tôi thấy được niềm khao khát mãnh liệt được sống cùng với những giai điệu vang lên từ cây đàn violon. Tôi không muốn những tài năng trẻ bị nhấn chìm với những nỗi lo miếng cơm manh áo thường ngày. Tôi chỉ là người nâng đôi cánh. Việc bay đến đâu trên con đường nghệ thuật hoàn toàn nằm ở bản lĩnh của cậu ấy. Hết lương tháng này là mình có thể trả hết tiền cho ông Macro rồi. Thật tuyệt quá đi. Ông chủ phòng trà này hết người để thuê rồi hay sao á, mà lại cho thằng nhóc bé tí tuổi đầu lên chơi cơ chứ. Đúng đấy, giả sử là thần đồng thì cũng chả nói làm gì, trong khi thằng bé này chỉ kéo ở mức tạm tạm, cũng chưa có tên tuổi hay thành tích gì, làm sao có thể giữ chân được khách đến với phòng trà cơ chứ. Cháu đúng là một đứa trẻ chăm chỉ đó, Lucas. Hãy nhìn mà xem, cháu đã trả hết nợ chỗ ta rồi. Hãy cố gắng tiếp tục phát huy nhé. Có lẽ cháu sẽ không đến đó chơi đàn nữa ông Macro ạ. Những vị khách nói rằng cháu không đủ tài năng để chơi nhạc ở phòng trà. Cháu đã quá tự tin vào bản thân. Thực ra trình độ của cháu vẫn ở mức thấp kém. Kìa Lucas, mới gặp có chút xíu khó khăn như vậy mà cháu đã nản chí rồi. Có ai mới sinh ra đã là một nghệ sĩ xuất sắc đâu. Phải trải qua quá trình rèn luyện bản thân một cách khắc khổ mới có thể làm nên chuyện lớn. Đừng trả lời vội ngay lúc này. Hãy dùng thời gian chứng minh cho mọi người thấy cháu thực sự xứng đáng được đứng trên sân khấu. Mình phải cố gắng hết sức để không phụ lòng ông Macro. Năm năm sau. Tiền lương tháng này của cháu đây, Lucas. Cháu cảm ơn ông. Nhờ có ông giúp đỡ mà mấy năm qua cháu có thể trả hết nợ nần cho gia đình và tiếp tục theo học đàn violon. Cháu không biết nói làm sao để cảm ơn ông nữa. Có điều này ta cứ phân vân không biết có nên nói với cháu không. Thực ra toàn bộ số tiền trả công cho cháu mấy năm qua đều do ông Macro gửi ta từ trước. Để có thể thành công, mình phải tập luyện thật chăm chỉ, không bỏ lỡ một giây phút nào. Ông Macro, cháu đến đây để kéo đàn cho ông nghe đây. Ông Macro, là cháu, Lucas đây ạ. Cháu chính là cậu bé ngày xưa được ông trao cơ hội. Chúc mừng cháu đã đạt giải nhất cuộc thi, Lucas. Ta thật không ngờ có thể gặp lại cháu ở đây và chứng kiến cháu đã trưởng thành như vậy.
Tất cả là nhờ ông đã giúp đỡ cháu năm xưa. Nếu không có ông ngày ấy, có lẽ cháu đã từ bỏ chiếc đàn violon và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thành công như ngày hôm nay. Hôm nay, cháu đã có thể tự tin đến đây, đàng hoàng đứng trên sân khấu và cảm ơn ông. Chính thành quả của cháu hôm nay đã là món quà quý giá đối với ta rồi. Cháu đã trở thành một nghệ sĩ violon đích thực, đúng như nguyện ước của ta năm xưa. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Quả hồng khô và con hổ. Đôi quá, đi khắp rừng mà chẳng có con quẳng con thỏ nào. Bụng mình đã lép kẹp mấy ngày hôm nay, thật là khốn khổ mà. Đường đường là một chúa sơn lâm lẫy lừng, giờ dành ta có thảm hại không? Tất cả đứng cho cẩn thận, rớt xuống kia vừa gãy chân gãy tay thì cũng bị hàm răng nanh của con hổ đó xé xác đấy. Trông nó có vẻ đang đói lắm. Lạnh rung người lên rồi, rừng đang vào mùa đông, đến hạt lép chúng ta cũng chẳng còn mà ăn, lấy gì làm mồi cho hổ? Bảo sao nó chẳng đói? Mà thấy bảo dưới làng của con người tích nhiều lúa gạo thơm lắm, hay chúng ta bay xuống đó mà kiếm chắc? Phải đấy, cũng lâu rồi tôi không lại gần ngôi làng đó. Con người hay tích trữ lương thực vào mùa đông, thế nào mà chẳng có cái để chúng ta nhét vào bụng. Lũ chim ranh đó đang nói gì ấy nhỉ? À, làng con người à, mình chưa bao giờ dám xuống đó kể từ cái ngày bé tí teo. Mẹ mình dẫn mình xuống đó, nhưng mình chẳng có ấn tượng gì ngoài việc... Lâu lắm rồi mình không quay lại ngôi làng ấy, kể từ ngày bị con người dọa dẫm. Nhưng mình đói quá rồi, phải đi thôi. Dù gì mình cũng là một con hổ, oai danh lẫm liệt khắp khu rừng này, việc quái gì phải sợ chứ. Ta là vua của rừng già, ta là hổ quai phong. Những con bò béo ngậy đang đợi ta, những con gà béo mầm đang gọi ta. Ngon nghẻ quá, được tợp một miếng ngập răng vào bắp đùi to béo kia, ôi chao là sung sướng, thèm nhỏ cả dãi. Ôi trời ơi, tiếng trẻ con khóc. Xưa kia mình từng nghe thấy loại âm thanh này, đinh tai nhức óc khủng khiếp, thật không thể chịu nổi. Ngoan nào, có con hổ đang đứng ngoài cửa đấy. Một con hổ răng nanh nhọn hoắt. Đây, cháu thấy chưa? Thấy con hổ ở bên ngoài chưa? Quái lạ, không thể nào. Sao người ta biết mình tới nhỉ? Lúc xuống làng, mình đã chọn ban đêm tối mù mịt, đi rón rén từng bước một đồ kia mà. Thế nào bà lại biết mình đang có mặt ở đây? Thật không bình thường tí nào. Lẽ nào họ cho người theo dõi mình? Thôi nín đi nào cháu ngoan, cháu yêu của bà. Nín khóc đi nào, bà yêu. Khóc nữa là hổ đến bắt đi đây. Nó đang ở ngoài cửa kia kìa. Ôi cháu ơi, cháu tôi không sợ hổ à. Càng nói càng khóc tôi. Kỳ lạ vậy, có vẻ đứa bé nó không có sợ mình lắm mà. Một đứa trẻ con đã vậy, lẽ nào ai ai ở cái làng này cũng không có sợ hổ? Chả buồn cho lũ giải nhát trên núi nhìn thấy ta là sợ mất mật. Thôi nào, có quả hồng khô đây rồi, bà cho cháu quả hồng khô nha. Ôi chao, quả hồng khô đây, đứa nào khóc nhè là quả hồng khô bắt đi nha. Hả? Vậy tức là có đứa tên quả hồng khô còn đáng sợ hơn cả mình hả? Hẳn phải là thứ gì đó rất dữ dằn ghê gớm mà khiến đứa bé nó nín thinh như vậy. Không xong đâu. Hồng khô, quả hồng khô này. Quả hồng khô. Quả hồng khô là cái giả nào vậy? Lâu lắm rồi ta mới xuống lại, mà cuối cùng lại gặp một tên là quả hồng khô. Thật đen đủi. Mau chạy thôi.
Hy vọng ta trốn ở đây, Quả Hồng Khô sẽ không nhìn thấy ta, khi không lại đi xuống núi để rồi gặp phải một tên ác quỷ. May mà tối trời, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ta nữa. Ồ, kìa, có phải con bê non ta đang nhắm đó không? Rình từ chiều đến giờ mới có cơ hội, trời giúp ta rồi. Ta nhất định sẽ tóm được con bê này, cho bỏ công núp ở đây tê bì hết tay chân. Cái gì vậy? Lẽ nào là Quả Hồng Khô? Xuống đi, xuống khỏi lưng ta mau. Ta đâu có động gì đến mi. Xin hãy tha cho ta, xin hãy tha cho ta. Không xuống thì ta sẽ hất mi xuống. Quả Hồng Khô chết tiệt. Ơ kìa, sao mình cứ thấy lạ lạ? Bê sao lại chạy nhanh thế nhỉ? Quái lạ. Lớp lông này là sao đây? Đây không phải là con bê. Trời ơi, nó là một con hổ. Mình đang ngồi trên lưng một con hổ. Tôi mạng rồi. Cả chuồng bò tối thui, sao mắt mình lại kèm nhèm đến mức nhìn nhầm hổ thành bê vậy? Quả Hồng Khô, xuống khỏi lưng ta mau. Quả Hồng Khô, mày có xuống không thì bảo. Nó nói cái gì vậy? Cha mẹ ơi, trời đất ơi, thánh thần ơi, xin cứu giúp cái mạng con với. Con thề con hứa con đảm bảo sẽ không bao giờ đi ăn trộm nữa đâu. May quá, Quả Hồng Khô không còn nữa rồi. Suýt nữa ta đã mất mạng vì nó. À, hổ tới, hổ tới. Các ngươi đừng có mà dại mà xuống ngôi làng đó nữa. Dưới đó có Quả Hồng Khô, ghê gớm dữ tợn lắm, có biết không hả? Hắn ta đang nói nhảm cái gì vậy? Quả Hồng Khô là cái gì mà sao hắn sợ vậy? Ôi, cái lão hổ này điên thật rồi. Các ngươi không tin ta sao? Ta đã cảnh báo rồi đó. Nếu xuống dưới mà bị Quả Hồng Khô ăn thịt thì đừng có trách là ta không nói trước nha. Cháu ơi, cháu tôi ngoan quá, thích Quả Hồng Khô này quá đi. Vì ngu ngốc, đến con hổ Oai Phong cũng sợ một Quả Hồng Khô. Bởi người ta thường sợ hãi những điều mà mình chưa biết. Từ đó về sau, con hổ dù có đói bụng mấy cũng không dám xuống ngôi làng nữa. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Kén dâu. Ngày xưa, một nhà quý tộc nọ có một người con trai đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng tính tình rất trẻ con và ham chơi. Seung đâu bà? Hôm qua đến giờ tôi không thấy nó đâu cả. Seung nó xin tôi sang nhà bạn chơi vài hôm rồi. Hôm qua bận việc quá cho nên tôi chưa kịp nói với ông. Bà cứ thế đấy, lúc nào cũng nuông chiều con. Nó là con trai duy nhất của gia tộc ta đấy. Nhưng bà nhìn xem, nó đã đủ sức để gánh vác cơ ngơi của chúng ta chưa? Chỉ biết sống trong ngọc ngà nhung lụa, kẻ hầu người hạ, chẳng biết lo lắng suốt ngày cứ rong chơi đây đó. Ông bớt giận để tôi lựa lời nói với con cho. Cái gì cơ? Bà còn phải lựa lời để nói cơ à? Seung mà, con làm gì mà lén la lén lút ở đây thế hả? Dạ, con... Con vào phòng ta, ta có chuyện muốn nói với con. Dạ, vâng thưa cha. Con xin lỗi cha. Hôm trước con có báo kêu ông đừng rủ con đi chơi, vì con còn phải phụ gia đình, mà cậu ấy cứ nặng nạt bảo con phải đi. Nếu con không muốn, chẳng ai có thể ép buộc con được đâu. Này, cha và mẹ con quyết định sẽ kén vợ cho con đồng ý chứ? Gì cơ ạ? Kén vợ ạ? Đúng thế. Thà nghĩ con đã đến lúc phải lập gia đình. Đó là cách để con có thể trưởng thành hơn khi phải tự mình gánh vác gia đình nhỏ của mình. Dạ, nếu cha mẹ đã quyết thì con xin làm theo. Con muốn có một người vợ như thế nào? Dạ, càng xinh đẹp càng tốt ạ. Chỉ cần xinh đẹp không thôi ư? Dạ, do cha mẹ quyết định ạ. Con nghĩ cha mẹ sẽ có cách nhìn người tốt hơn con. Con nói đúng đấy. Việc kén vợ cho con, ông tính sao hả? Seung nhà ta còn khá non trẻ. Nếu lấy một người vợ không biết vun vén cho gia đình thì thật là không hay.
Chúng ta nên tìm cho con một người vợ thật thông minh và lanh lợi, đảm đang, để giúp con trai chúng ta học được cách tự lo cho cuộc sống, hơn nữa là quán xuyến gia đình, cũng như cơ ngơi về sau cho gia tộc này. Nhà quý tộc quan kén con dâu lan ra khắp mọi nơi. Tiểu thư các nhà quý tộc khác lũ lượt kéo đến, mong được trở thành con dâu. Những tiểu thư ấy toàn con nhà quý tộc giàu có danh giá, cho nên hoàn toàn môn đăng hộ đối. Xin mời tiểu thư Mi Ông nhà Xê Ông. Chào tiểu thư Mi Ông. Chắc có lẽ tiểu thư cũng đã nắm rõ yêu cầu thử thách nhà chúng tôi đưa ra. Dạ, đúng như vậy thưa bà Chi Ông. Nếu tiểu thư đã nắm rõ yêu cầu, vậy chúng ta sẽ tiến hành việc thực hiện thử thách ngay hôm nay. Gia đình của chúng tôi sẽ cung cấp cho tiểu thư một người hầu nam, một người hầu nữ cùng với một thùng gạo. Cô hãy nuôi sống họ và chính cô trong vòng 3 tháng chỉ với thùng gạo này. Cảm ơn mẹ Chi Ông, chờ con về nha. Con chính là con dâu của mẹ đây. Chúc tiểu thư may mắn. Không ăn cơm được nhiều thì ta ăn cháo, nuốt vào đầy bụng sẽ no ngay ấy. Chuyện đơn giản thế cơ mà. 10 ngày sau. Tiểu thư ơi, chúng tôi sắp không còn sức lực nữa rồi. Trước mắt tôi bây giờ chỉ toàn là sao không à. Nhưng mà gạo chẳng còn là bao. Mặc dù tôi đã cố gắng tiết kiệm rất rất nhiều rồi. Hai người thấy đó, tôi có phụng phí đâu. Có hôm có cháo chỉ toàn nước thôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Hay là chúng tôi báo tin về cho ông bà quan nha. Tiểu thư cũng đã cố gắng hết sức rồi. Dạ, con nghe quản gia thông báo tình hình là những cô gái ấy chẳng ai vượt qua thử thách đấy cả, thưa cha. Chuyện cũng bình thường thôi mà con trai. Dạ, chuyện bình thường là sao vậy cha? Một người lớn thì ít nhất một tháng cũng phải ăn một thùng gạo rồi. Dù có giảm tối đa khẩu phần ăn thì cũng không thể nào bằng một thùng gạo mà sống được qua 3 tháng cả. Thế nên, những cô gái đến đây dù là ăn uống tằn tiện cỡ nào thì cuối cùng không chịu nổi, cũng phải giơ hai tay chào thua bỏ về thôi. Vậy mục đích của cha mẹ đưa ra thử thách này là gì, khi không ai có thể vượt qua cơ chứ? Cha mẹ nghĩ sẽ có cô gái ấy, bởi vì chỉ có cô gái ấy mới thực sự xứng đáng làm con dâu của nhà ta thôi. Hình như cha mẹ đang trêu đùa mình phải không ta? Ở một ngôi làng xa xôi, có một người nông dân rất nghèo. Ông ta có một cô con gái rất cần mẫn, nhưng vì gia đình quá nghèo nên không một ai muốn cưới cô cả. Con mời cha uống nước cho đỡ mệt ạ. Cảm ơn con, Chi Yon. Thưa cha, con có chuyện muốn xin phép cha. Con cứ nói đi, cha đang lắng nghe đây. Chuyện là một nhà quý tộc ở làng bên đã nói rằng nếu cô gái nào chỉ với một thùng gạo mà có thể nuôi sống 3 người trong vòng 3 tháng thì sẽ được chọn làm con dâu. Con muốn đi thử một chuyến. Cha cho phép con sang đó nha cha. Ta cũng có nghe nói tới chuyện đó. Nhưng bao nhiêu cô gái đến thử sức mà chẳng ai vượt qua được 1 tháng thì con làm cách nào mà sống nổi qua 3 tháng chứ? Xin cha đừng lo mà. Hãy cứ tin và để con đi thử đi ạ. Cô gái rách rưới quê mùa kia đi mau đi.
Nhà quý tộc của anh lừng lẫy, làm sao có thể chọn cô là con dâu được? Nhưng chẳng phải chỉ cần vượt qua thử thách là được rồi sao? Ôi trời ơi, cô nghĩ cô là ai thế? Biết bao tiểu thư con nhà quý tộc học thức cao rộng đến thực hiện thử thách đều phải chào thua, huống gì một người nghèo hèn thấp kém như cô. Cô mau đi đi, đừng có bơ bộng nữa. Thưa ông quan, tôi là Chê Dông, tôi tin rằng mình sẽ vượt qua được thử thách này. Thưa ông quan, hãy cho tôi vào thử sức đi ạ. À, cô gái kia liệu có làm được gì không? Thôi thì cô ta có vẻ rất mong muốn được thử sức, ta cứ cho cô ta vào thử xem sao. Ôi trời ơi, cô nấu cả lon gạo đầy thế kia ư? Ăn thế này thì đừng nói chi 3 tháng, chỉ sợ 10 ngày cũng không qua được đâu. Hai người không cần phải lo lắng đâu, cứ ăn uống no nê đi nha. Ngày thứ hai. Trời ơi, cô gái này chắc chắn không thể làm con dâu nhà quý tộc của anh được đâu. Đúng vậy, cô ta thật phung phí. Cứ tưởng cô ấy là con nhà nghèo thì phải biết tiết kiệm hơn những cô gái quý tộc kia chứ. Thế cũng tốt, nhanh hết gạo thì chúng ta lại sớm được về nhà. Ngày thứ tư. Mấy ngày qua, chúng ta đã ăn uống no say rồi, giờ chắc cũng khỏe khoắn và có sức để làm việc. Tôi và Anh Chi sẽ cùng ra vườn để trồng rau, còn anh Gion sẽ lên rừng đốn củi. Mỗi ngày cứ đốn một bó củi về đây, rồi chúng ta sẽ bán lấy tiền mua đồ ăn và lương thực. Cô xem, tôi vừa đi đổi một ít gạo để lấy chỗ hạt giống này đó. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có một vườn rau thật xanh tươi. Cô thật là liều lĩnh quá đó. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Cứ ngồi một chỗ thì dù tiết kiệm đến mấy, gạo cũng chỉ vơi đi, chứ chẳng thêm được một hạt nào. Chỉ cần biết làm việc thì không những kiếm được tiền mà còn mua được gạo, có đủ thức ăn mà không còn phải lo lắng gì nữa. Thế là từ ngày đó, cả ba người cùng chăm chỉ làm việc. Hai người phụ nữ thì trồng rau quả, còn người đàn ông thì lên rừng đốn củi về bán lấy tiền mua gạo. Cứ thế, họ không những đủ gạo ăn mà còn tích trữ được thêm. 3 tháng sau. 3 tháng đã qua rồi, ta tới để xem tình hình thế nào. Chả nhẽ các người chỉ ăn hết một thùng gạo trong suốt 3 tháng qua ư? Ôi trời ơi, sao thùng gạo vẫn còn đầy nguyên? Các người không ăn gì sao? Dạ thưa ông, chẳng những thùng gạo ông cung cấp vẫn còn đầy nguyên, ba chúng tôi luôn được ăn uống no say đầy đủ, mà cô Chi-yon còn tích trữ được thêm một bao gạo to nữa ạ. Ờ trời ơi, cô gái, cô đã làm cách nào vậy? Dạ thưa ông, nếu không chịu làm ăn mà chỉ ngồi không rồi cố gắng tiết kiệm thì bao nhiêu tiền của cũng sẽ ăn hết thôi ạ. Cả ba người chúng con đã chăm chỉ làm việc để tạo thêm thóc gạo và tiền của đó ạ. Con chính là con dâu mà ta tìm kiếm bấy lâu nay đi mà. Ta sẽ lập tức cho tiến hành hôn lễ ngay. Thế là cô gái đã trở thành con dâu của gia đình quý tộc. Kể cả sau đó, khi đã sống trong giàu sang thì cô gái vẫn cứ làm việc rất chăm chỉ. Nhờ cô mà anh chàng công tử kia trở thành một người rất giỏi giang. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sun Pharma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.